Hey, chào các em. Hôm nay chị có sticker về chú ngựa Pony nha. Hẳn là các bạn nhỏ đều đã xem qua bộ phim My Little Pony rồi nha. Hôm nay chị sẽ chia cái bộ sticker này. Nó có hai tờ nha các em. Và có cặn tiền kèm một cái vương miện khá là đẹp. Cái con vương miện màu bạc. Bây giờ chị sẽ vui lên nha. Chúng ta được hai tấm bìa hình dáng của chú ngựa Pony này. Bây giờ chị sẽ dán những cái tấm sticker này nổi lên trên cái mặt shop bên dưới này. Thì các em ơi, một chú ngựa Pony màu hồng, đội vương miện, cánh chim màu vàng khá là đẹp, có bộ vó ngựa màu đỏ nha, và cái bồm tóc thì màu xanh lá á, và kèm với màu hồng khá là xinh. Thì chị sẽ dán từ bên trái lên nha. Chú ngựa Pony màu vàng kèm vương miện, đây là chú ngựa Pony màu hồng Pony trái tim, chú ngựa Pony màu trắng này, chú ngựa Pony có một sừng và đôi cánh màu hồng, chú ngựa Pony tóc vàng, bồn vàng, và nguyên thân người của cô ấy thì là màu đỏ nha. Bộ ba chú ngựa Pony, chú ngựa Pony màu xanh, một chiếc lục lạc, một chiếc lục lạc màu xanh, một chú ngựa Pony màu hồng. Bây giờ chị sẽ dán lần lượt xuống phía dưới nha các em. Đây, một cặp cô dâu chú rể, chú ngựa Pony nhỉ. À, hai nàng công chúa các em ơi. Vì bạn màu xanh này nhìn khá giống chú rể nhưng mà bạn ấy mang guốc. Một cặp cái nha. Cô bé ngựa này còn khá xinh. Mới nhìn về chị lại tưởng là cô dâu đấy. Chị sẽ dán phía dưới này. Một chú ngựa Pony có mái tóc xanh uốn lượn khá là xinh. Này, một cặp Pony nữa. Khá là Pony này cá tay cá chân này các em, không giống ngựa cho mấy, giống như một nàng tiên vậy. Đây là những cái chữ tiêu đề của ngựa, một chú gốm màu đỏ, chú ngựa Pony màu cam. Rồi, bây giờ chị sẽ dán lên tấm sticker thứ hai nha. Tấm này thì nó in nổi lên này các em, khác hoàn toàn với cái tấm sticker phía dưới. Còn nhân vật ngựa của chúng ta nó sẽ được điêu khắc nổi lên khá là đẹp. Chú ngựa bên đây màu hồng, tóc hồng, đang mặc một chiếc tầm và có mang tóc về cuốc luôn nha. Một cô chị gái,
bồn màu hồng phát sinh đang cưỡi trên một chú bunny tóc màu hồng. Một chiếc máy xé tóc màu xanh dương, một chiếc chậu, một quay kẹo đôi, chú ngựa Bunny trong phòng tinh tế. Cái bộ chị vừa mới dán xong cái bộ hình sticker về chú ngựa Bunny trong bộ phim hoạt hình My Little Bunny nha các em, và đã tặng kèm một chiếc thanh vương miện màu bạc như sau. Phần chốt trên nó là có một chiếc phi kim cương màu xanh lá cây, phía dưới là viên kim cương màu bạc, và trên giữa là viên kim cương màu hồng nha các em. Rồi, video của chị tới đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.